Việt Nam chúng ta có hai khoa rất là đẳng cấp các bạn. Một là khoa Búc, đúng không? Khoa Búc thì là theo trường phái gọi là đem tiền của mình đi làm YouTube. Với nội dung chính là đi review ẩm thực các khu du lịch, đến những cái nơi mà vui chơi mà đắt đỏ, rồi đại khái là chi rất nhiều tiền cho các cái chuyến đi đồ ăn thức uống, người du lịch khám phá trải nghiệm gia đình cao. Thế còn một khoa thứ hai đấy là Trần Đặng Đăng Khoa, thì là một cái người mà đi cũng về du lịch nhưng mà là du lịch vòng quanh thế giới, nhưng mà theo phong cách là du lịch bụi, ưu tiên là rẻ tiền. Thế là sự khác biệt của hai cái anh bạn khoa này, đấy là một người thì là đem tiền của mình đi làm YouTube, thế còn anh Đăng Khoa này thì là làm YouTube để kiếm được tiền. Cái tiền kiếm được đấy sẽ lại dành cho cái việc tái đầu tư và cái việc đi du lịch vòng quanh thế giới. Cả hai cái anh bạn này thì đều truyền những cái cảm hứng rất lớn cho những cái người xem về cái việc đi khám phá du lịch, đi trải nghiệm. Nên là cuộc sống là phải luôn luôn di chuyển chứ không thể cứ chỉ mãi ở một chỗ được, đúng không? Cuộc sống của con người bình thường chúng ta là chỉ có ăn ngủ nghỉ xong đi làm xong về, cứ lặp đi lặp lại cái hành trình đó cứ liên tục suốt mấy chục năm hết cuộc đời hết. Nhưng không, hai cái người này thì hoàn toàn là ngược lại, đúng không? Chủ nghĩa xê dịch, luôn luôn di chuyển. Thì Đăng Khoa quê Tiền Giang đấy là đi nhiều hơn, số lượng nước đi được nhiều hơn, cũng như là những cái trải nghiệm của anh ta thì nó cũng cảm giác như là nó khó khăn mà nó bộ bã, nó bụi hơn, đời hơn so với việc là mình khó book kia. Mình khó book kia thì có tiền, đúng không? Có tiền là sẽ đi máy bay rất là nhanh, rồi đến các nơi thì cũng đã có được cái sự chuẩn bị, có các cái tour dẫn dẫn viên các thứ thì nó nhẹ nhàng rất là nhiều. Một bên là đi tiêu tiền, một bên là kiếm tiền, nên là nó khác hẳn. Nhưng mà tựu chung lại thì ở Việt Nam chúng ta thì có hai hai cái bạn khoa đấy thì nó rất là đáng ngưỡng mộ trong cái lĩnh vực gọi là đi review về du lịch ẩm thực, du lịch đi đây đó các nước, đúng không? Bản thân mình thì mình cũng thích đi như vậy, nhưng mà thời gian, đặc biệt là tài chính, đúng không? Tài chính để đi như vậy là cũng mệt mỏi đấy. Thì cái anh bạn Đăng Khoa kia thì trước đây đã từng đi du lịch bằng vòng quanh thế giới bằng xe máy rồi, thì nó ghê gớm mà nó khó khăn hơn rất là nhiều, nhưng anh ta vẫn đi được. Thế mà bây giờ anh ta đi bằng ô tô thì nó dễ hơn rồi, đúng không? Tuy nhiên là chi phí của việc đi ô tô thì nó sẽ hơn xe máy rồi, nhưng mà nó sẽ bù lại đấy là nắng mưa các thứ là mình cũng có cái che chắn rồi, đi nó cũng nhanh hơn. Còn xe máy thì mưa bụi thì các bạn biết là khổ cực như nào, và đi chậm hơn nữa. Đó. Đại khái là bây giờ là anh ta vẫn đang đi đây. Trước mắt thì là anh ta đang từ Malaysia và đã về Việt Nam rồi, nhưng còn mấy ngày bây giờ rồi thì mình cũng không biết được là lịch trình nào vì cũng chưa có video mới. Còn khoa Búc thì gần đây nhất là đang đi du lịch ở bên Trung Quốc, thì xong thời gian đi Mỹ về thì cũng có quay ở Việt Nam, và bây giờ gần nhất thì là ở, theo những video thì là có ra Hà Nội, sau đấy là sang bên Trung Quốc review bên Trung Quốc rồi. À, sự đấy là hai cái nhân vật mà rất được các cái lòng của các bạn xem video, nên là những cái người như vậy thì việc kiếm được tiền từ YouTube đó chuyện bình thường, được các bạn ủng hộ chuyện bình thường. Còn đối với những người như mình thì chưa, mình cũng có đi du lịch và mình cũng có quay vlog, nhưng mà nó chưa chưa thể đạt được cái tầm như hai người ấy. Mình cũng thích đi và mình cũng ấy, nhưng mà nhiều cái yếu tố lắm, chi phối lắm, cuộc sống hiện tại chưa cho phép được, tương lai thì cũng chưa biết được. Nói chung rảnh đến lúc nào thì mình sẽ đi lúc đấy thôi.